Bạn có biết đây là quốc kỳ của nước nào không? Tajikistan nhé bạn ơi. Tajikistan có gì chơi? Thủ đô Dushanbe là trái tim của Tajikistan. Karakul hồ nước trong nền núi tuyết. Và pháo đài Hisa là địa điểm lịch sử xuất hiện trên tờ tiền 20 somoni của Tajikistan nữa nhé. Wow. Tajikistan có đặc sản gì? Bánh mì là tâm điểm trong mỗi bữa ăn của người Tajikistan. Kuratop cũng được coi là món ăn dân tộc. Và uống trà đã được nâng lên tầm văn hóa ở Tajikistan nữa nhé. Tajikistan có gì độc lạ không? Muốn độc lạ thì bạn hãy khám phá những điều thú vị về đất nước xinh đẹp này nhé. Điều 1. Chayuk Taran, ngọn núi diệu kỳ. Có hình dạng của 40 cô gái. Tương truyền rằng các cô gái này hy sinh bản thân, nhân phẩm và danh dự của mình để lừa kẻ địch giúp người dân nơi đây. Điều 2. Pamir, xa lộ cổ xưa nhất thế giới. Điều 3. Fedchenko, sông băng dài nhất thế giới. Wow.